Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc SUV 7 chỗ ngồi đến từ thương hiệu của Hàn Quốc quý vị bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Hyundai Santa Fe ạ. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở Hyundai Santa Fe nó có những phiên bản, ví dụ như là phiên bản máy xăng, phiên bản máy dầu. Phiên bản máy dầu thì 2.2, phiên bản máy xăng là 2.4 quý vị và bạn nhé. Và trong các phiên bản máy xăng, máy dầu đều có những cái phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản cao cấp, phiên bản đặc biệt. Hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe Hyundai Santa Fe này ở cái phiên bản 2.4 máy xăng quý vị và bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2019, đăng ký biển Hà Nội và đã lăn bánh được hơn 3 vạn km rồi quý vị và bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 925 triệu đồng. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi ạ. Thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu quan tâm đến chiếc xe Hyundai Santa Fe 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn ấy, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Santa Fe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới mà chúng tôi mua về chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Santa Fe 2019 máy xăng biển Hà Nội này ạ. Mời quý vị và các bạn. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi xem về cái phần ngoại thất của chiếc xe quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký cuối năm 2019 và đã lăn bánh được 3 vạn 3 km rồi. Hơn 3 vạn km cho nên chính vì vậy cho nên cái dàn lốp này nó còn nguyên bản theo xe quý vị và các bạn nhé. Dàn lốp nguyên bản theo xe và lốp sơ cua còn nguyên chưa hạ quý vị và các bạn ạ. Một chiếc xe rất là mới, rất là đẹp quý vị và các bạn nhé. Đấy, nhìn qua về cái phần bên ngoài thân vỏ của xe thì chiếc xe này không có bị xước sát gì cả, rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn ạ. Đấy, chúng ta sẽ nhìn từ những cái phần đầu này, nhìn cho đến những cái phần hông này, những cái nước sơn, những nước sơn ở những cái cánh cửa này còn nguyên bản rất là nhiều quý vị các bạn ạ. Đấy, chỉ có sơn một chút ít ở những cái phần ba là sốc trước, thì gần như là những cái bốn cái góc, gần như là bốn góc thì không thể tránh khỏi được những cái việc xước sát quý vị bạn ạ. Đặc biệt là những chiếc xe lăn bánh ở Hà Nội thì không thể tránh được những cái việc xước sát, chủ yếu là ở những cái phần nhựa, phần ba là sốc trước thôi, còn những cái phần cánh cửa như thế này là còn nguyên bản này quý vị bạn này. Đấy, những cái nền ở cánh cửa này là còn nguyên bản và còn rất là mới, rất là đẹp quý vị bạn nhé. Đấy, về cái phần nước sơn rất là đẹp, chiếc xe này là đăng ký là màu vàng cát đấy quý vị bạn nhé, rất là đẹp ạ. Phần nước sơn rất là bóng bẩy, rất là đẹp. Chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết là không có đâm đụng, không có ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản hết quý vị và các bạn ạ. Những chiếc xe ở cái đời cao như thế này thì là rất là đẹp rồi. Nhìn về cái phần đầu, tổng thể về cái phần đầu quý vị và các bạn nhé. Những cái phần đầu này rất là đẹp, rất là mới này, đẹp từ những cái phần, từ những cái logo này, chrome này, cho đến những cái thanh chrome này đều rất là mới, rất là đẹp luôn. Và xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xê nông. Đấy, đèn pha bi xê nông này, đèn gầm này, đèn led ban ngày đầy đủ. Đây là đèn led ban ngày ở bên trên này quý vị bạn này, khi nổ máy là nó sẽ sáng cái đèn led này. Đấy, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Cụm đèn rất là mới, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì, chưa xước sát gì ở những cái đèn này quý vị bạn ạ. Rất là mới này, rất là đẹp này. Từ những cái mặt ca lăng này cũng còn rất là mới này, lưới tản nhiệt rất là mới, rất là đẹp. Chiếc xe đời cao sản xuất năm 2019, tính ra là đến bây giờ mới sử dụng được có hơn 2 năm thôi, cho nên là còn rất là mới, rất là đẹp đây.
dàn lốp thì vẫn nguyên bản theo xe quý vị bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2018 thì cái dàn lốp này là sản xuất năm chiếc xe được sản xuất năm 2019 thì cái dàn lốp này là sản xuất là cuối năm 2018 này, tuần thứ 45 năm 2018. Đấy, cho nên là cái dàn lốp này còn nguyên hết ạ. Và chủ xe đã lắp thêm cái bậc cửa này quý vị bạn nhé. Đấy, bậc cửa này. Lốp này. Dàn lốp Kumho còn nguyên theo xe đấy ạ. Xe Santa Fe thì được lắp nguyên bản là Kumho. Còn những cái chủ xe mà có thay lốp thì thường là sẽ thay lên Michelin quý vị bạn ạ. Đấy. Lốp 18 tuần thứ 45 năm 2018 đấy. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2019 nhưng mà cái lốp này là sản xuất năm 2018 quý vị các bạn nhé. Đấy. Và lốp sơ cua còn nguyên bản chưa hạ đây quý vị bạn này. Đấy. Đây là cái lốp sơ cua. Lốp sơ cua còn rất mới này. Nguyên bản chưa có hạ quý vị bạn nhé. Đấy, đây là cái lốp sơ cua còn rất là mới này, những cái phần gầm này rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Vì chiếc xe chạy ở Hà Nội cho nên là gầm rất là đẹp. Cả cái dàn lốp còn nguyên bản theo xe này. Đấy, dàn lốp nguyên bản theo xe. Đét lốp 2018. Đấy, tuần cả 4 lốp, tuần thứ 45 năm 2018 nhé. Đấy, chủ xe lắp thêm bậc cửa này. Xe cũng đã được trang bị là gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương này. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này, đèn ổ start top. Đấy, rất là đẹp này. Chủ xe lắp thêm cả vè mưa này, vè che mưa này. Xe được trang bị cả đèn phanh trên cao. Đấy, và những cái phần này quý vị các bạn thấy đây ạ. Chủ xe còn chưa bóc ni lông ra này, đây là cái ni lông nhá. Khi mua xe là nó có những cái ni lông, cái này là chưa bóc ni lông này. Đèn phanh lên cao này. Phía bên dưới thì xe cũng đã được trang bị, đây quý vị bạn xem, đây là cái cụm đèn hậu này. Cụm đèn hậu cũng rất là mới nhá. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, còn rất là mới này. Đèn LED này, hậu cũng là đèn LED luôn ạ. Hệ thống đèn là full LED. Chưa có một vết xước nào ở cái đèn này quý vị bạn nhé. Phía bên dưới là cái đèn xi nhan này. Xi nhan. Nhìn tổng thể ở cái đằng sau này thì cũng còn nguyên bản, chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả. Đây là cái phần bên ngoài. Lát nữa thì tôi sẽ cho quý vị bạn xem về cái phần bên trong sau quý vị bạn nhé. Và đây là cái camera lùi đây quý vị bạn ạ. Xe đã được trang bị nguyên bản là camera lùi. Cảm biến lùi. Đấy, có cả camera lùi. Cảm biến lùi luôn quý vị bạn nhé. Đấy. Rất là mới này, rất là đẹp này. Một chiếc xe Santa Fe 7 chỗ ngồi, sản xuất cuối năm 2019. Về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất, cũng như là về cái phần keo chỉ rồi option bên trong. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa bên lái này ra cho quý vị và bạn cùng xem. Cửa trước bên lái đây ạ. Keo chỉ nè, keo chỉ có nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Chúng tôi cam kết thứ nhất là keo chỉ nguyên bản đây này. Keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản, không có bị tai nạn, không có bị va chạm gì cả quý vị bạn ạ. Rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Đó, một chiếc xe Hyundai Santa Fe, keo chỉ nguyên bản này. Ốc bản lề cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Toàn bộ về cái ốc bản lề còn nguyên bản này. Và chủ xe cũng đã rất là cẩn thận quý vị các bạn ạ. Đã ốp cả cái bậc cửa này để chống xước này. Đây là cái ốp bậc cửa. Cái phần này là ốp thêm thôi quý vị bạn nhé. Về những cái phần nội thất này, xe đã được trang bị là nội thất da cao cấp nguyên bản theo xe. Và ghế chỉnh điện rồi quý vị bạn ạ. Ghế chỉnh điện và má ghế đây quý vị bạn ạ. Chạy nhiều hay chạy ít chúng ta có thể xem về cái phần má ghế này, cũng như là về những cái phần vô lăng quý vị bạn nhé. Vô lăng cần số này. Đấy, vô lăng cần số rất là mới này. Xe đã lăn bánh được 33.685 km, tức là 3.3 vạn đấy quý vị bạn nhé. Đấy, đồng hồ công tơ mét này. Chủ xe cũng đã trải sàn da đây quý vị bạn ạ. Đấy, trải sàn da, chưa có sàn 3D nhé, chỉ có sàn da thôi. Toàn bộ những cái phần này rất là mới này. Đấy, toàn bộ những cái phần bên chân phanh, chân ga đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Ốc bản lề của cái cánh cửa sau bên lái này còn nguyên bản này. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa sau bên lái cho quý vị các bạn cùng xem đây ạ. Đây là cái phần keo chỉ này. Keo chỉ của cái cánh cửa sau còn nguyên bản này. Đấy.
keo chỉ nguyên bản hết này. Ốc bản lề cũng còn nguyên bản hết luôn. Và bậc cửa cũng đã được chủ xe ốp chống xước. Đấy, và cái phần sàn trải da lót da này và thảm nguyên bản theo xe còn nguyên zin, rất là đẹp, rất là mới luôn quý vị bạn nhé. Ở cái phiên bản 7 chỗ này thì quý vị các bạn thấy đấy ạ, cái phần ghế đằng sau này gần như cái hàng ghế đằng sau nữa thì chưa cứ dùng đến đâu, không mở lên tí nào quý vị bạn ạ. Lúc nào cũng chỉ dùng đến hàng ghế thứ hai này thôi, hàng ghế thứ ba là không dùng đến, hàng ghế thứ hai cũng dùng rất là ít, cho nên là còn rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Đấy, chúng ta xem từ những cái phần má ghế này cho đến mặt ghế này, tựa lưng này, quý vị các bạn thấy nó rất là mới luôn đấy ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần option nội thất bên trong nhé. Đấy, ở cái phần phiên bản 7 chỗ thì chiếc xe Santa Fe này là ngồi ở hàng ghế giữa rất là rộng quý vị bạn ạ. Đây, đầu gối tôi có thể cách cái hàng ghế trước này khoảng 20 phân nữa. Đấy, ngồi rất là rộng, rất là thoải mái. Và xe cũng đã được trang bị 3 dàn điều hòa quý vị bạn nhé. Điều hòa là hai vùng độc lập, bên trên là hai vùng và đằng sau có 3 dàn, đây là dàn điều hòa giữa và đằng sau quý vị bạn ạ. Đấy. Nội thất rất là mới này, từ những cái phần nỉ trần cũng rất là sạch, rất là sáng quý vị bạn nhé. Đấy, những cái phần nỉ trần này cho đến những cái phần nhựa này đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn ạ. Từ những cái tappi này, tappi cửa này cho đến những cái tablo đều rất là mới này. Và nhìn đây thì quý vị các bạn thấy đây ạ, chủ xe này cũng chưa bóc cả ni lông ở cái phần đầu gối ghế phụ đây quý vị bạn ạ. Đấy, những cái phần nắp cốp này, tức là cái phần đầu gối của bên ghế bên phụ còn chưa bóc ni lông quý vị các bạn ạ. Đấy, từ những cái màn hình, trên những cái màn hình này còn chưa bóc ni lông đây quý vị bạn nhé. Đấy. Đấy, rất nhiều chỗ còn chưa bóc hết ni lông. Sau đây thì tôi sẽ bật cái start top này lên cho quý vị bạn xem về cái phần điện của chiếc xe nhé. Đấy, đồng hồ công tơ mét 3.3 vạn. Vô lăng bọc da tích hợp các phím điều khiển này, Cruise Control quý vị các bạn nhé. Đấy, Cruise Control kiểm soát hành trình hay còn gọi là ga tự động đấy ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp. Điều hòa phía trên này là hai vùng độc lập, điều hòa tự động hai vùng độc lập và start top đấy ạ. Đấy, rất là nhiều chế độ quý vị các bạn nhé. Đấy, tôi cho nhỏ cái đầu đi để cho quý vị các bạn cùng xem nhé. Đấy, đầu này thì bây giờ là bắt đầu là bây giờ tất cả các xe đã thiết kế cho những chiếc xe là gần như là đầu bỏ hết cái đầu đĩa đi rồi, bây giờ chỉ dùng cắm USB hoặc là xem mạng thôi. Chỉ cần dùng USB là chúng ta có thể xem được cả video rồi, có thể nghe được cả nhạc, hoặc có thể lắp thêm Android có mạng là chúng ta có thể xem được hết tất cả quý vị bạn ạ. Đấy, nó lợi thế ở bây giờ là công nghệ nó cũng hiện đại hơn, cho nên là chúng gần như là bỏ những cái đầu DVD mới đi rồi ạ. Đấy, có màn hình, camera lùi, cảm biến lùi, rất là đẹp quý vị các bạn nha. Nội thất này rất là ok quý vị các bạn ạ. Một chiếc xe sản xuất năm 2019 mới lăn bánh được hơn 3 vạn km. Hơn 3 vạn km của chiếc xe thì nó gần như là hết rốt đa thôi, chạy có khi còn ngon hơn cả những chiếc xe mới mua đấy quý vị các bạn nhé. Bây giờ khi mua về là mới mua về là cũng phải chạy hết rốt đa thì nó mới bắt đầu đi vào hoạt động ngon được. Đấy, rất là đẹp luôn. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần cốp sau của chiếc xe quý vị và các bạn nhé. À, đây là cái phần cốp sau của chiếc xe đây quý vị và các bạn ạ. Ốc bản lề cốp sau này, đây là cái phần ốc bản lề cốp sau của nguyên bản hết luôn quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi cam kết là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Từ ốc bản lề cốp sau cho đến keo chỉ cái cốp sau này còn nguyên bản hết luôn quý vị và các bạn ạ. Đấy, keo chỉ nguyên bản này. Và cốp sau này là cốp điện luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, cốp điện, keo chỉ nguyên bản này. Đấy, và đây là cái phần cốp sau này, nếu như bị đâm đụng hay là bị va chạm gì cả thì ngoài cái việc quý vị các bạn xem về cái phần keo chỉ đấy ạ, đây là có những cái phần dập đinh tán đây này. Đấy, nếu mình làm lại là nó sẽ gần như là nó bị mất hết những cái này. Những chiếc xe nào bị đâm đụng hay là bị va chạm gì thì là nó sẽ để lại những cái vết này quý vị bạn ạ. Đã làm rồi nó đều có vết hết ạ. Đấy. Và cái khoang sau này thì quý vị các bạn thấy đấy ạ, chiếc xe này gần như là không có người ngồi ở hàng ghế sau, mà gần như những chiếc xe 7 chỗ ngồi thì đều gập hết ở đằng hàng ghế ngồi phía sau ạ. Hàng ghế ngồi phía sau này cũng đã được chỉnh điện đây quý vị bạn nhé. Và ở đây có ổ điện 12V 180W đấy, để cho quý vị bạn có thể dùng các thiết bị khi đi du lịch, đi picnic. À,
Đấy, ghế sau chỉnh điện và còn rất là mới đây quý vị bạn ạ. Đấy, đằng sau này rất là mới này, từ những cái tấm thảm lót này. Đấy, tất cả còn rất mới. Lớp sơ cua chứ hạ thì đương nhiên là những cái đồ nghề này cũng chưa dùng đến quý vị bạn ạ. Kích này, đồ mở này, quay này còn nguyên, còn rất mới này. Đây là cái lưới bọc đồ quý vị bạn ạ. Đấy. Còn nguyên bản này, còn rất là đẹp. Một chiếc xe 2019. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ này cho quý vị các bạn cùng xem ạ. Đây là cái cánh cửa phía sau bên phụ này. Keo chỉ nguyên bản này. Đấy, keo chỉ nguyên bản này. Ốc bản lề cũng còn nguyên bản luôn quý vị các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp. Đẹp từ nội thất này cho đến những cái phần trần, phần ghế da đẹp và còn nguyên bản quý vị các bạn ạ. Bậc cửa cũng đã được chủ xe ốp bậc cửa chống xước rồi. Và ghế sau cũng là ghế chỉnh điện đây quý vị bạn nhé. Đấy. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem. Đây là cái cánh cửa trước bên phụ này. Từ cái phần keo chỉ này. Đấy, keo chỉ nguyên bản này. Ốc bản lề còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Đấy, rất là mới, rất là đẹp này. Ốc bản lề cánh cửa phía sau này. Chưa có một con ốc nào tháo ra quý vị bạn ạ. Đấy, bậc cửa này, chủ xe đã ốp bậc cửa chống xước này. Táp bi cánh cửa này. Táp bi cánh cửa cũng còn rất là mới này. Đấy, nội thất rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Nhìn từ đằng sau này, ni lông còn chưa bóc hết đây quý vị bạn này. Đấy, những cái phần này là ni lông là chưa bóc, chủ xe cứ để nguyên từ lúc mua nhé. Chúng tôi mua về là chúng tôi cũng để nguyên đấy ạ. Đấy, phần ghế bên phụ này gần như cũng không có người ngồi mấy này. Rất là mới. Nhắc đến Santa Fe máy xăng thì rất là nhiều người rất là ngại cái việc xăng, tốn xăng. Nhưng thưa với quý vị bạn, với động cơ mới bây giờ thì rất tiết kiệm nhiên liệu quý vị bạn nhé. Không biết quý vị và các bạn có nhìn rõ không, vì là nó đang có bóng nắng cho nên là nhìn nó rất là khó cái bảng mức tiêu thụ nhiên liệu này. Đây thưa với quý vị bạn, chỉ với 8,6 lít cho 100 km quãng đường kết hợp. Đấy, 8,6 lít cho 100 km quãng đường kết hợp và 11,85 lít cho 100 km trong khu đô thị. Nếu như chạy ở ngoài đường trường, ngoài khu đô thị đấy thì chỉ có 6,8 lít thôi quý bạn ạ, rất là tiết kiệm quý bạn nhé. Đấy, đây là cái động cơ xăng, động cơ 2.4 mới bây giờ là như vậy đấy quý bạn nhé. Và cuối cùng vẫn là cái phần đặc biệt quan trọng nhất của chiếc xe quý vị các bạn nhé. Đây là cái phần động cơ của chiếc xe. Trước khi đi tìm hiểu về cái phần động cơ thì tôi sẽ cho quý vị bạn cùng xem về cái phần ốc cabo trước đã nào. Xem chiếc xe có bị đâm đụng hay va chạm gì không nhé. Đây là cái phần ốc cabo quý vị bạn ạ. Ốc cabo còn nguyên, chưa có vết tháo quý vị bạn nhé. Đấy. Keo chỉ cũng còn nguyên luôn này. Keo chỉ cabo còn nguyên luôn này. Đấy. Chưa có một vết đâm đụng hay là chưa có một cái vết va chạm gì cả ở cái cabo này quý vị bạn ạ. Đấy. Còn nguyên bản hết này. Keo chỉ nguyên bản này. Ốc cabo còn nguyên bản này. Chiếc xe này là còn nguyên, chưa tháo ốc đâu quý vị bạn nhé. Đấy. Còn rất là đẹp luôn đấy ạ. Hyundai cũng đã trang bị cho phiên bản Santa Fe 2019 này là một cái khối động cơ xăng 2.4 lít quý vị các bạn ạ. Và cái động cơ này thì cũng đã lăn bánh được 3.3 km rồi. Hơn 3 vạn vậy cho nên là động cơ này rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhá. Đây quý vị bạn xem này, toàn bộ từ ốc chân máy này, đây là ốc chân máy này, cho đến ốc mặt máy này. Đấy, những cái ốc mặt máy này là còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhá. Còn nguyên bản và còn rất là mới đây. Tôi sẽ mở cái nắp ra cho quý vị bạn cùng xem. Đấy, phải nói là rất là mới luôn quý vị bạn nhá. Toàn bộ những cái ốc mặt máy này là còn nguyên hết này. Chưa có một con ốc nào bị tháo ra. Đấy, phải nói là một chiếc xe này rất là mới ạ. 2019. Tất cả là còn nguyên bản hết luôn quý vị và các bạn ạ. Còn nguyên bản và còn rất là đẹp.
Về cái động cơ này thì nó rất là đẹp, nó không khác gì một cái động cơ mới quý vị các bạn ạ. Và chiếc động cơ này thì chúng tôi vẫn cam kết là nó còn nguyên bản ạ, chưa bị tai nạn, chưa có bị ngập nước, chưa có bị làm lại bất cứ một cái gì ở trong cái khối động cơ này ạ. Đấy. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Santa Fe 2019 máy xăng này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 925 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Chỉ 925 triệu đồng thì quý vị các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe Hyundai Santa Fe siêu lướt này đấy ạ. Chiếc xe này chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp quý vị các bạn nhé. Quý vị các bạn có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi ạ. Thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất mà chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.